trang mục 3 trở lại khi đến bài Mobile Việt. Và trong video này mình sẽ tiếp tục múa Lacrosse siêu Việt cho cậu anh em. Thực ra bị auto cấm trong đấu hạng. Thành ra để luyện lại Lacrosse mình phải mắc vác vô đánh thường thôi anh em ơi. Chào Illumia nha, chào bạn VDS. Mình phải ganh Florentino chứ để gì nữa, là Florentino mùa kinh khủng lắm anh em ơi. Đấu thường có cái khó của nó chính là việc các bạn pick những vị tướng rất mạnh trong phiên bản, ví dụ như Florentino, đấy, Nagrod và Florentino hầu như bị auto cấm rồi, rất khó có thể pick ở mức rank cao thủ. Mà lỡ có hở ra là cũng không tranh được với anh em đâu. Ok, thành ra mình mới vô đánh thường để cùng anh em bàn luận thêm cái sự thay đổi của vị tướng Lacrosse trong phiên bản tiếp theo. Rất nhiều anh em quan tâm cái sự thay đổi của vị tướng Lacrosse này. Quả này không ganh được nha, bởi vì không thấy hỗ trợ team bạn đâu. Mình lao ra là không bắt được do đâu. À đây, có con mồi đây rồi. Illumia anh em ơi, thơm thế này không ăn hơi phí nhỉ. Đây rồi, chạy đâu à bữa ấy. Sẽ xem một múa của ta đây. Ở lên bảng điểm số với cái tốc độ bàn thờ bởi vì yếu máu mà. Uầy. Kìa bùa ra mà Nacrosse thì bạn không ăn à, thế thì mình sơi nha. Bạn ấy ganh được 2 mạng AD thì mình rồi. Bởi vì sau đợt bùa đầu tiên thì 2 phút 15 giây bùa sẽ ra. Và nếu mà không ăn thì sẽ bị cướp. Ok, đây rồi. Đánh bạn ơi, đánh nhiệt tình lên, đánh quẩy nhiệt tình lên để mình ra mình hốt mạng nào. Uầy, không được rồi, bạn đấy đánh bơ nội tại sau đó lướt chiều cuối rất nhanh. Cậu đấy là VDS không chơi nhiệt tình, nếu mà VDS chơi nhiệt tình là mình bắt chắc được Rentiro rồi. Vẫn còn chiều và vẫn có thể chạy được. Các bạn thấy hiện tại là có lót nổ đam chí mạng cực cao sau khi sử dụng chiêu 2 và đánh thường. Đấy, sử dụng chiêu 2 xong anh em đánh thường mà 9 mạng thì đam vô cùng lớn. Bởi vì nó cộng đến 1,2 lần cái công vật lý. Xong cái nổ đam 9 mạng của 1,2 lần công vật lý đó, thành ra sẽ nổ rất là đau. Ở trong phiên bản tiếp theo sẽ giảm về cái điểm này nhá. Ok, mình phải đứng đây đợi con mồi đi qua này. Kiểu gì có con mà lạc đi qua đây anh em ơi. Từ từ nhà, ôi kia nó mất giờ. Đây rồi, chạy đâu hả bữa ấy. Tất nhiên là không chạy được rồi, ba người lúc bụi thần trưởng thần đao ra thì làm sao mà chạy được như vậy. Thì anh em ơi, tiếp tục cướp bùa nha. Với việc cướp bùa thốn như thế này chắc chắn rừng team bạn sẽ khó chơi ở những giai đoạn tiếp theo trận đấu, ít nhất là 1 phút 30 giây tiếp theo anh em ơi. Rồi, tiếp tục bắt đây các bạn ơi. Khô máu đi anh em ơi. Ui. Rồi. Ui. Rồi, bạn ấy múa hay quá. Lúc bạn ấy múa, bạn ấy né được sát thương của mình. Có hay. Và trả rất nhiều đam. Rồi. Chờ luôn, bắn đi bạn ơi. Ui, may quá. Ui, tí ngắt rồi anh em ơi. Ui, kìa tốc biến theo kìa. Gắt rồi nha. Mai mình đấy, khoảng đấy là mình khẽ nép vào tường, thành ra né được cái đòn cường hóa chương 1 của Illumia. Nếu không thì cũng sắp bắt vào đấy rồi. Đây, không bắt được mình thì mình bắt lại nha. Chạy đâu. Lấy trụ luôn bạn ơi. Ok, trở lại vấn đề quan trọng nhất trong trận đấu này, nội dung truyền tải của mình trong video clip này, chính là việc mà của nó thay đổi sức mạnh ở cái chí mạng, cái đam chí mạng sau khi các bạn sử dụng chiêu 2 nguồn cơn rắc rối xong. Ôi thôi, không được đâu, có sức mạnh cứu thế các bạn ơi. Ở phiên bản hiện tại, kìa sao ăn búa xanh của mình.
Ở phiên bản hiện tại, sau khi sử dụng chiêu 2, các bạn đánh thường đam chí mạng cực lớn bởi vì nó cộng thêm 1,2 lần công lý. Nhưng ở phiên bản tiếp theo, cái đam chí mạng nó chỉ tính một lần công lý cộng thêm thôi. Nghĩa là cái đam chí mạng của chiêu 2 nó sẽ giảm đi. Đấy. Nhưng còn không chí mạng thì nó cũng như vậy thôi. Ok. Tuyệt vời rồi. Ăn chim rồi ăn rồng nha. Chứ sát thương của chiêu 2 của Lagrot không bị giảm đâu anh em ơi. Nó chỉ giảm khi chí mạng thôi, còn không chí mạng thì vẫn như cũ. Để tránh tình trạng là anh em sử dụng chiêu 2 xong anh em quệt nhẹ phát khi các bạn lên đồ chí mạng full đam hay nhiều đam thì một tướng lăn quay ra chết không hiểu tại sao. Đấy, nó giảm cái đất bớt cái độ bá đạo ở đó của Lagrot thôi. Ơi kìa, nó lệch rồi, bị đẩy ra. Trời luôn, khô máu luôn. Có chết thì cũng phải vớt được 2 gam lãi rồi. Nhưng mà tình bạn đã được chấm dứt, đặc biệt là Florentino. Và đây xanh rồi anh em ơi. Uầy, vàng bằng mình luôn. Có lẽ là trận đấu này mình đi cướp rừng, đi ăn mạng khá nhiều, không tập trung đến cái vấn đề farm. Thực ra thì bạn màu đen cũng farm rừng mình nãy giờ rồi, không được farm rừng mấy. Thành ra là trận này không hack vàng nha anh em ơi. Trận này còn luyện múa thôi, đâu không chơi Lagrot phải luyện múa lại rồi đánh thường đấy. Lagrot siêu việt là bộ trang phục rất đẹp và hiện tại đang có sự kiện là các bạn mua một cái lương tiến hóa với giá 10 năm quân huy có thể random mở ra từ ôi choáng liên tục, khó chịu quá, làm ngắt chiêu của mình không muốn mở được. Với 10 năm quân huy các bạn có thể mở random từ 1 đến 20 viên đá tiến hóa đấy, khiến được các bạn tiến hóa lên Lagrot siêu việt nó bớt tốn kém hơn. Rồi, ui, không được. Bạn Florentino rất khỏe, chạm khẽ vào người mình thôi, đau dã man. Các bạn đừng nhìn đánh thường mà dễ chơi, thực ra là không dễ chơi đâu. Thì bạn biết được những vị tướng rất khỏe, đặc biệt là con Florentino. Và trong phiên bản mới không thấy sự giảm sức mạnh của Florentino đâu, đang bá đạo như này không giảm, ai chơi nhỉ anh em ơi. Kinh quá, bạn Inuya lại chiêu cuối liên tục kìa. Tất nhiên là phiên bản mới sẽ có khá nhiều thay đổi, sự thay đổi của nhiều vị tướng, sự thay đổi của những trang bị. Mình thấy anh em, rất nhiều anh em chơi Lagrot là hay nên cái áo choàng tuần ra, bởi vì nó có thêm 80 công lý này. Nó có đốt sát thương phép này, nó có rất nhiều giáp. Rồi ơi, trâu dã man, kiếm pali rồi nha, chạy đâu. Trang bị Lagrot mình muốn chia sẻ với các bạn trong video này, các bạn theo dõi bên dưới nha. Còn gặp Lagrot thì vẫn dùng như cũ. Nhiều anh em lên áo choàng tuần ra. Có rất nhiều giáp và công vật lý, nhưng mà trong phiên bản mới cái áo cho người ta sẽ không có công vật lý nha, xóa bỏ cái công vật lý đi. Cái lượng giáp nó cộng thêm chỉ có 200 thôi chứ không phải 330 như phiên bản hiện tại. Bù lại thì anh em sẽ có thêm 1.000 máu tối đa và khả năng hồi phục máu theo thời gian. Nghĩa là cái món đồ này sẽ thuần về những vị tướng tanker hơn, cần nhiều máu đa và hồi phục máu theo dây. Mình không ăn được của Rhino nha anh em ơi. Đây rồi, con mồi của mình ở đây chứ đâu. Ôi, tốc biến thì ai chơi. Mình tốc biến đúng sang hướng của quyền vương. Không đánh được thì chúng ta chạy nha, bởi mình nào có đó rất là cơ động. Và thậm chí là có tin bạn chơi chủ thật rẻ rồi. Đây được khá nhiều trụ rồi đấy.
Mà thanh niên đang yếu máu này. Yếu máu. Con mồi thơm. Xem đâu rồi, đây. Này, chạy đâu mà bưởi. Cái con Nacrot này nhanh, nó mạnh ở cái điểm nó áp sát mục tiêu siêu nhanh ở khoảng cách xa. Kìa, sao cho mình ăn. Ôi, ghét quá. Không đùa với Frenino được, anh ấy múa kinh quá anh em ơi. Lô xinh quá, Frenino xinh quá, nô đẹp quá, nô múa dẻo quá. Đây rồi, con mồi của mình đây anh em ơi. Ôi, lại bị đẩy ra anh em ơi. Mà vẫn không chạy được bạn ơi. Chạy làm sao được với cái trang bị kiểu này. Có cho băng giá. Nói chung là bắt như kiểu Ilmea rồi giòn rất là dễ. Kìa, lại bị đẩy trụ kìa, sao không đẩy đường lên bạn ơi. Và để chiêu để chạy khỏi Frenino nhá, không bạn ấy múa kinh lắm ý. Đây này. Ôi không đủ đam, nhưng mà may quá có Ensu ngắm vào đấy. Nếu không nó vào đấy thì còn John là team mình thua chắc anh em ơi. Căng quá. Tưởng dễ mà lại khó không tưởng luôn anh em ơi. Bởi vì Frenino rất là mạnh. Thế mà trong phiên bản tiếp theo không bị giảm sức mạnh đâu anh em ơi. Điểm danh những vị tướng thay đổi sức mạnh trong phiên bản tiếp theo có Lacrosse, Quinien, Tara, Arduin, Vedet, Nữ Bố, Kilgoroth, Van Hen, John, Zina, Tunen anh em ơi. Và một điều khá là hay trong phiên bản mới chính là việc khi mà chúng ta tập trung đánh rồng, những bạn nào ở xa quá rồng là không được hưởng vàng kinh nghiệm. Nên các bạn phải đánh khi nào ăn rồng là chúng ta phải đứng sát rồng, khiến là chúng ta phải tập trung với nhau ăn mục tiêu lớn hơn, tránh tình trạng là ta không cần ăn nhưng mà vẫn có được nghĩa là các bạn không cần giúp đồng đội ý, chỉ cần mỗi mình dừng ăn ý, xong dừng sẽ tạo lợi thế cho team, mà dừng sẽ mất rất nhiều thời gian để ăn rồng và khiến việc farm thọt đi và đồng đội xanh lên, mà lỡ có bị giết dừng mình giết là bị chửi sấp mặt. Cái tội là mất nhiều thời gian ăn mục tiêu lớn mà không đi farm được nhiều, thành ra bị thọt. Cả team thì vừa được farm và vừa có lợi thế từ rồng, xong rồng vẫn bị chửi sấp mặt. Ở phiên bản mới anh em đánh ăn rồng phải tập trung với nhau nha mới có được kinh nghiệm và vàng. Ok, quá hay rồi. Bởi khi team mình bạn Morden và Elite thì cũng rất là kinh khủng. Thì đợi thế thôi. Nhưng mà Morden nết rồi thì Frenino thì không đủ sức mà đánh đâu. Cụ già mà anh em ơi. Càng già càng sung, càng lết thì càng đánh càng khỏe. Ui, bốc hơi trong một nốt nhạc. Kìa. Mà may quá trận đấu cũng kết thúc rồi. Chơi game cùng mình không? Đặt hẹn mình cùng chơi nha.
Loan Loan. Có đồng đội xinh, tự tin chiến thắng. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.